Hoàng xin đón chào quý vị đang đến với chương trình Bác sĩ Nhi Khoa được phát sóng vào lúc 17 giờ 50 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Đến với Bác sĩ Nhi Khoa, chúng ta sẽ có được những kiến thức bổ ích, những giải pháp để chúng ta có thể nuôi dạy con trẻ khôn lớn và phát triển. Bên cạnh đó, Bác sĩ Nhi Khoa sẽ đồng hành với quý vị với rất nhiều sự tư vấn của các chuyên gia bác sĩ có tiếng trong ngành. Và bây giờ, xin mời quý vị hãy đến với bản tin Sức Khỏe Nhi Khoa. Các bệnh hay gặp ở trẻ mùa nắng nóng. Ở trẻ em, do sức đề kháng kém hay miễn dịch còn non yếu chưa hoàn thiện, nên vào mùa nắng nóng có nguy cơ cao mắc một số bệnh nguy hiểm như viêm phổi, viêm tiểu phế quản, viêm mũi họng, viêm tai giữa. Lý giải về một số ca bệnh nhi tăng nhanh vào thời điểm nắng nóng, các chuyên gia cho biết, sự thay đổi đột ngột nóng lạnh trong mùa hè là một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến trẻ dễ mắc các bệnh về hô hấp. Nhiệt độ mùa hè rất cao, khoảng 38-39 độ C, thậm chí có thời điểm lên tới 40 độ C. Trong khi đó, trẻ thường ở trong nhà với nhiệt độ điều hòa khoảng 25-26 độ C. Khi ra ngoài hoặc đi lại giữa các phòng, sự chênh lệch nhiệt độ quá cao khiến cơ thể trẻ không kịp thích nghi, dẫn tới sự giãn nở không đều của phế quản, từ đó gây ra bệnh viêm đường hô hấp. Ngoài ra, vi khuẩn, virus, nấm cũng sinh sôi nhiều vào mùa hè. Đây là các tác nhân gây bệnh thường gặp ở trẻ. Các loại bệnh như viêm đường hô hấp, bệnh tay chân miệng, bệnh thủy đậu, sốt virus, tiêu chảy cấp, sốt xuất huyết, viêm não Nhật Bản được xếp vào nhóm bệnh nguy hiểm con trẻ thường mắc vào mùa hè mà cha mẹ cần hết sức lưu ý. Sai lầm của cha mẹ trong phát triển trí thông minh cho con. Nghiên cứu của Hội đồng Xúc tiến Y tế Singapore HTB cho thấy, não bé chứa khoảng 100 tỷ tế bào thần kinh neuron khi sinh ra, phần lớn chưa được kết nối thành mạng lưới. Não bộ trẻ sơ sinh chỉ nặng bằng 25% não người lớn, thế nhưng đầy 1 tuổi, não bộ của trẻ có trọng lượng bằng 50% đến 70% não người lớn do các neuron phát triển về kích thước và khối lượng. Tròn 2 tuổi, não trẻ hoàn thiện 80% cấu trúc chức năng so với người trưởng thành. Do vậy, trong giai đoạn từ 0 đến 2 tuổi, não cần cung cấp nhiều năng lượng hơn thông qua nguồn dinh dưỡng hấp thu hàng ngày. Ngoài giáo dục sớm, dinh dưỡng cũng đóng vai trò quan trọng giúp bé thông minh ngay từ những năm đầu đời. Tuy nhiên, nhiều cha mẹ lại chưa chú trọng giáo dục sớm và bổ sung nguồn dưỡng chất nuôi dưỡng phát triển não bộ cho con trong giai đoạn này, dẫn đến trẻ phản xạ kém, không ghi nhớ được lâu, chậm hiểu. Để tránh những hệ lụy như trên, cha mẹ nên bổ sung dưỡng chất cho não bộ và kích thích năm giác quan như thính giác, thị giác, xúc giác, vị giác và khứu giác thông qua các trò chơi. Trước 1 tuổi, mẹ nên thường xuyên cười, nói chuyện với bé, hát ru, treo các vật màu sắc trước mắt, đặt những món đồ chơi mềm mại vào lòng bàn tay bé. Sau 1 tuổi, mẹ có thể cùng bé tham gia các trò chơi để kích thích các giác quan phát triển. Về dinh dưỡng, bên cạnh một chế độ ăn đầy đủ các nhóm chất đạm, đường, chất béo và vitamin, omega 3 là dưỡng chất quan trọng giúp trẻ phản xạ nhanh, tăng khả năng tập trung, chú ý, ghi nhớ và học hỏi. Xong, cơ thể trẻ lại không tự tổng hợp được chất này mà cần dung nạp qua thực phẩm hoặc các sản phẩm bổ sung. Hiện nay, omega có hai nguồn là omega thực vật và omega động vật. Trong đó, nguồn omega thực vật đã trở thành cơn sốt ở các nước châu Âu và châu Á vì đã kiểm soát được dược liệu trong quá trình từ gieo trồng đến sản xuất. Nhờ đó không có nguy cơ bị nhiễm thủy ngân, không nhiễm kim loại nặng, đặc biệt an toàn và dễ dung nạp với trẻ em. Có loại dùng được cho bé từ 1 ngày tuổi, được tin dùng tại 60 quốc gia trên thế giới và cũng đã có mặt tại Việt Nam. Thưa quý vị, mỗi khi trẻ nhỏ thể hiện sự lanh lợi và thông minh của mình luôn khiến cho ba mẹ cảm thấy an lòng và hạnh phúc. Nhưng với khảo sát thực tế đến từ tổ chức 0-3 thì với 2.000 ba mẹ tại Mỹ lại có đến gần 50% các bậc phụ huynh đánh giá thời điểm quan trọng phát triển não bộ của trẻ lại trễ hơn so với thời gian thực của các bé. Với việc đánh giá sai thời điểm phát triển của não bộ trẻ như vậy dẫn đến việc là các ba mẹ lại đầu tư trễ hơn và đương nhiên bỏ lỡ mất một giai đoạn rất quan trọng. Như vậy thì giai đoạn nào não bộ của trẻ sẽ được phát triển một cách vượt bậc và chúng ta sẽ bổ sung những chất dinh dưỡng ra sao thật là phù hợp cho giai đoạn này? Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng chào đón sự xuất hiện của chuyên gia bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Thị Ngọc Diệp, Phó Chủ tịch Hội Dinh dưỡng Việt Nam. Em xin chào bác ạ. Xin chào Hoàng Rapper, xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình. Thật vui khi ngày hôm nay chúng ta được gặp nhau với chương trình Bác sĩ Nhi Khoa bác nhé. Và quý vị ơi, nếu như chúng ta có những thắc mắc nào cần những chuyên gia và bác sĩ giải đáp, hãy gọi đến số hotline của chúng tôi 1-800-8070. Và bên cạnh đó, chúng tôi xin được chân thành cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng Phytobimbi Omega Junior, Omega thực vật.
giúp hỗ trợ và phát triển não bộ và thị lực cho bé, nhập khẩu nguyên hộp từ Italy. Và bây giờ xin mời quý vị cùng với bác sĩ Ngọc Diệp chúng ta theo dõi một câu chuyện với tình huống ngay sau đây. Má. Con. Má cứ vậy hoài. Con cứ vậy hoài. Vậy con ở vậy má 10 năm rồi, lúc nào má cũng thương con. Mà lần đầu tiên con thấy má hả? Không thương con á? Không phải, tại vì mày ở đây cả 10 năm rồi. Bây giờ mình hiếm muộn có được đứa con. Tao nói có một đứa cháu cả nhà đang mừng rỡ. Mà cái tuổi này là cái tuổi phát triển cho nó. Mà cứ cãi má hoài. Thì đó bây giờ nếu mà phát triển mà theo má làm gì cho con có phát triển đây? 2 tuổi là cái tuổi quan trọng phát triển trí não. Mà con cãi má hoài à. Con phải nghe lời má, con cho nó ăn ốc heo đi. Má không ai mà con nít mới có 2 tuổi ngày mới cho ăn 3 bộ. Bởi mình cái mới gây lộn nè. Có bây giờ thông minh là phải bổ sung này nọ. Mà vợ mày là cho sữa mẹ, là sữa con người ta. Tới 1 tuổi hơn rồi nhỏ mới cai. Thì bây giờ bắt đầu nó ăn được cho nó ăn đi. Mày cũng cãi tao không à. Chắc là cãi lộn vậy riết tới năm luôn á. Bây giờ con mời người thứ ba vô đây. Ai vậy? Mới trị được má thôi. Ai vậy? Bà ở nhà mình. Thấy ghê không? Trời ơi con ơi, con nít là có uống trà đâu con. Không, không phải bình trà bình thường. Chứ bình gì vậy? Nhà đi. Đâu? Mày đập bể cái bình, tao quánh mày liền. Sakanu sukana, sakanu sukana. Ê, cái thằng dễ thương quá à. Thương má. Dễ thương, cái mặt đó. Tròn tròn. Con thỉnh thần xuống đây nói chuyện với má đó. Ủa, thần hả? Dạ. Trời ơi, xin lỗi thần nha. Ông thần, tôi có đứa cháu 2 tuổi. Người ta nói tuổi này phát triển trí não, nhà cho ăn 3 ổ heo. 3 ổ heo mà nhỏ la tôi, con rể 10 năm không gây lộn. Là sai đúng không thần? Là sai. Bây giờ phải bỏ đồ dinh dưỡng đồ này nọ cho con. Chứ bây giờ đúng. Nghĩ sao ăn ốc heo. Bây giờ ta chơi một trò chơi game show. Wow. Để xem ai là người chiến thắng. Hay quá. Chứ hai người cãi nhau gì quá ta cũng mệt. Dạ. Trò chơi game show về trí não của trẻ. Bắt đầu. Để lên. Để lòng. Rồi. Và câu hỏi: bao nhiêu phần trăm não bộ của trẻ phát triển trước 2 tuổi? Bắt chuột. Cái này khó vậy? Không biết luôn hả? Cái này khó. Không biết không? Không luôn. Ép trả lời nghe. Rồi. Ép trả lời. Trả lời đi. Vậy là nếu như mà mình con nít á mà nó 2 tuổi thì mình cứ nghĩ là cái não nó phải phát triển nhiều hơn đúng không? Theo má. Theo má thì má nghĩ là phải phát triển cỡ khoảng 50%. Dữ vậy, mới 2 tuổi phát triển 50% luôn. Vậy nó cái não nó trộn. Bự lắm, cái đó là cái đầu bảy nít mà đầu cá là háng là má là nó bự. Trả lời không đúng một chút xíu nào hết. Vậy hả? Không tìm hiểu về trí não của trẻ. Phải tìm hiểu thật kỹ, hiểu chưa? Dạ. Bao nhiêu phần trăm não của trẻ phát triển trước 2 tuổi? Có từ 70-80%. Ghê chưa? Có nghĩa là sao? Ta là thần xảo cái gì? Cái mặt lúc mình rặn rặn má thấy không? Thần gì mà rặn quá vậy? Tại nhớ lại tôi sắp nói về cái não thật sự thần có não hay không? Có không? Có nè, đang bó cái não này nè. Có không? Lúc 2 tuổi có phát triển không? Có luôn, phát triển. Không tin đâu. Thiệt nha. Không tin nha. Đáp án đầu lâu. Thiệt mà. 70. Trời ơi, cãi tôi hoài à. 70. Không tin đâu. Bây giờ không tin đúng không? Không tin. Thôi được rồi. Không bé ơi. Rồi, không tin thì thôi. Chị là mời bác sĩ Nhi. Đâu? Tẻ. Nói cho mấy người biết là bao nhiêu phần trăm của chị. Đâu. Đây. Đó. Kính thưa quý vị, vừa rồi chính là câu chuyện và tình huống ngày hôm nay chúng ta cùng nhau giải đáp liên quan đến sự phát triển não bộ của trẻ. Với câu hỏi của ông thần đèn vui tính thì 2 năm đầu đời của trẻ thì não bộ phát triển được như thế nào thưa bác sĩ? Sau khi em bé chúng ta chào đời, thông thường thì các em bé sẽ có một cái trọng lượng cơ thể vào khoảng từ 3 cân đến 3 cân rưỡi. Và não bộ của em bé lúc này bắt đầu sẽ tăng trưởng cực kỳ nhanh. Vào lúc 1 tuổi, tức là lúc em bé mình thôi nôi ấy, thì trọng lượng của não đã tăng đến mức là 70-75% trọng lượng của người trưởng thành. Còn lúc 2 tuổi đạt 80% trọng lượng não lúc trưởng thành rồi. Vào thời điểm 6 tuổi thì não bộ của trẻ em đã có trọng lượng bằng với não bộ của người lớn. Và bạn cứ tưởng tượng là người ta có nhấn mạnh cái khái niệm 1.000 ngày đầu tiên, bởi vì nó liên quan mật thiết đến cái sự tăng trưởng của não bộ. Yeah. Do đó nếu mà chúng ta chủ quan, chúng ta không tập trung chăm sóc cho trẻ trong những ngày đầu đời, trong những năm đầu đời, thì chúng ta đã vượt hoàn toàn cơ hội để giúp cho trẻ có thể phát triển thật là tốt trí tuệ của mình. 2 năm đầu đời của trẻ với sự phát triển vượt bậc như vậy, ba mẹ cần đầu tư bồi bổ sung những chất dinh dưỡng như thế nào dành cho trẻ ạ? Chắc chắn là chúng ta sẽ phải tập trung đến việc phát triển não bộ trong 6 năm đầu đời. Tất nhiên 2 năm đầu đời thì càng phải tập trung.
Yeah. Thế vậy chúng ta tập trung bằng các giải pháp nào? 100% chúng ta cần phải nhớ là chúng ta cần phải cung cấp một cái chế độ dinh dưỡng thật sự là hợp lý. Trong này có những chất dinh dưỡng rất là quan trọng với sự phát triển của não bộ. Trong đó đặc biệt quan trọng là omega thực vật. Acid béo omega 3 thì Hoàng có bao giờ nghe thấy DHA không? Dạ có. Chắc là rất rất là quen. Dạ nha. Đúng rồi. Rồi có nghe thấy EPA không? Cũng dạ. Rất là quen. Trong sữa hộp có rất nhiều dưỡng chất như vậy. Rồi xong rồi bạn có nghe thấy ALA. Chúng ta có 3 loại chất béo nằm trong nhóm omega 3 acid. Thế 3 loại chất béo này thì nó có vai trò như thế nào? Thứ nhất là nó tham gia trực tiếp vào cấu trúc của các cái tế bào não. Yeah. Phần thứ hai là tham gia cấu trúc này thì người ta đã nghiên cứu rất là rõ. Omega 3 sẽ tham gia vào cái việc là giúp cho trẻ em của chúng ta phát triển về trí nhớ, về nhận thức và về cảm xúc. 3 cái yếu tố này là 3 yếu tố sẽ quyết định sự thành công của con người của chúng ta. Do đó là chúng ta sẽ cần phải cung cấp nhá. Giải pháp thứ hai đó là giải pháp vận động. Giải pháp thứ ba là giải pháp học tập và luyện tập phù hợp với lứa tuổi để em bé của chúng ta có thể phát triển được nhận thức, phát triển được cảm xúc, phát triển được trí nhớ và phát triển được trí tuệ nói chung. Nếu mà chúng ta không tập trung vào các yếu tố này thì cơ bản là chúng ta sẽ không giúp cho em bé phát triển tốt nhất não bộ. Bên cạnh đó sẽ có những cái điều kiện cần phải chú ý, tuy nó không ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển não bộ nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng gián tiếp theo chiều hướng như thế này. Ví dụ một trong những chi tiết rất là đơn giản đó là bạn phải đi tiêm ngừa. Tại vì nếu mà bạn tiêm ngừa để dự phòng các cái nguy cơ mắc các bệnh lý, ví dụ mình tiêm ngừa các bệnh nhiễm trùng chẳng hạn, thì em bé sẽ giảm thiểu tối đa các cái nguy cơ bị mắc các bệnh nhiễm trùng. Mỗi khi em bé bị bệnh thì chắc chắn 100% sẽ ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của cơ thể và đặc biệt là ảnh hưởng đến tăng trưởng của não. Đó là phần mà chúng ta cần phải biết là nó ở bên ngoài. Một trong những yếu tố khác nữa đó là yếu tố môi trường. Chúng ta sẽ có một ví dụ như thế này. Nếu mà các bậc cha mẹ không chú ý đến cái yếu tố môi trường khiến cho em bé không có giấc ngủ tốt, ba mẹ vẫn bận làm việc, vẫn xem tivi, vẫn lướt web vân vân, em bé sẽ khó lòng có thể có một cái giấc ngủ tốt và giấc ngủ sớm được, cũng sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của não bộ. Dạo gần đây vợ em có chia sẻ một chút xíu là xu hướng của các bậc phụ huynh thường xuyên bổ sung omega thực vật dành cho trẻ, thì bác nhận định như thế nào về xu hướng mới này và omega thực vật nó phù hợp cho sự phát triển não bộ của trẻ ra sao ạ? Nếu chúng ta sử dụng các cái nguồn nguyên liệu từ thực vật để sản xuất ra omega 3 chẳng hạn thì điểm đầu tiên là chắc chắn sẽ bảo vệ được môi trường thông qua cái việc là giảm thiểu phải săn bắt, phải xử lý các cái loại động vật mà cung cấp cho chúng ta nhiều omega, ví dụ như là cá chẳng hạn. Đó là yếu tố môi trường. Tất nhiên yếu tố thứ hai chúng ta sẽ tập trung quan tâm hơn đó là các cái yếu tố liên quan đến giá trị dinh dưỡng cũng như là giá trị sức khỏe của omega 3, đặc biệt là omega 3 thực vật. Bởi vì là nếu mà chúng ta sử dụng acid béo omega 3 có nguồn gốc từ thực vật thì sẽ có mấy yếu tố như thế này. Trẻ em của chúng ta thì thông thường là nếu mà cái gì mà nó tanh quá là các cháu nó không thích. Vậy nếu mà chúng ta sử dụng omega 3 có nguồn gốc từ thực vật, nó sẽ giảm thiểu cái việc là có mùi tanh, các cháu sẽ dễ chấp nhận hơn. Chấp nhận là yếu tố đầu tiên quan trọng để tránh khỏi cái tình trạng là chúng ta ép các cháu phải làm những cái việc mà chúng ta không nên. Tại vì chúng ta có một cái sự lựa chọn khác hay hơn thì chúng ta nên lựa chọn. Vậy là về mặt mùi vị thì tốt hơn. Thứ hai là về mặt hấp thu cũng tốt hơn. Điểm thứ ba là khi mà người ta sản xuất ra omega thực vật thì cái việc mà canh tác theo các cái quy trình kiểm soát các cái yếu tố nguy cơ, ví dụ như là kim loại nặng hoặc là những cái chất mà không mong muốn nó có sẵn ở trong cái nguồn nước nuôi dưỡng, thì cái việc mà canh tác nguyên liệu rất là quan trọng. Vậy nguồn nguyên liệu chúng ta sẽ giảm thiểu tối đa các cái nguy cơ nhiễm kim loại nặng chẳng hạn. Đây là điều tốt. Rồi chúng ta sẽ có một yếu tố nữa là cái khả năng hấp thu và chuyển hóa cũng tốt, đặc biệt với trẻ em khi mà cơ thể còn rất là nhỏ. ALA vốn dĩ chỉ có ở trong các loại thực phẩm có nguồn gốc thực vật thôi. Và đây là lý do tại sao mà xu hướng người ta sử dụng các loại omega có nguồn gốc thực vật. Thế thì ALA lại còn có một cái vai trò nữa đối với con người là nó kháng viêm và nó bảo vệ tế bào. Như vậy thì ngay cả tế bào não cũng cần phải bảo vệ. Và tế bào não nó rất là mong manh, nó dễ bị tổn thương. Nếu có ALA nó sẽ bảo vệ được màng tế bào. Như vậy có nghĩa là quan trọng ở chỗ là đang phát triển thì không được tổn thương. Chứ còn đang phát triển mà lại tổn thương thì có nghĩa là chúng ta sẽ không phát triển tốt nhất. Cho nên đến lúc 2 tuổi thay vì trọng lượng não đạt được 80% thì bây giờ thiếu omega 3, thiếu chất liệu, thiếu nguyên liệu thì cuối cùng lại không đạt được như vậy. Thì em bé của chúng ta tuy là vẫn có cân nặng tốt, có chiều cao tốt nhưng mà em bé của chúng ta không hoàn toàn thông minh như là mong ước, như là cái tối ưu mà em bé bình thường vẫn đạt được. Còn về mặt dinh dưỡng thì khi chúng ta sử dụng các loại thực phẩm có nguồn gốc thực vật thì chúng ta sẽ cân đối được các chất dinh dưỡng, cân đối được cái nguồn giữa động vật và thực vật, thì đây là một cái cách thức để giúp cho cơ thể phát triển một cách toàn diện nhất. Đấy là lý do tại sao mà người ta lại sử dụng omega thực vật.
Cảm ơn bác rất là nhiều, những chia sẻ cực kỳ bổ ích để cho các bậc phụ huynh có thể chú ý nhiều hơn nữa vào giai đoạn vàng, giai đoạn tuổi từ 0 cho đến 2 tuổi của các bé. Và bây giờ chúng ta chờ đón xem ông thần đèn cũng sẽ giải đáp với tình huống vừa rồi như thế nào quý vị nha. Thấy tụi đúng chưa? 80% nó chúng ít đâu. Ừ, nó nghe nè ông thần, sao hay vậy? Vô mà giải thích nãy giờ là câm nín luôn, mà hỏi một cái câu là dứt nọc, không có dám cãi luôn. Không cãi đúng không? Không có dám cãi. Đúng quá trời, cãi chi đi tới với thầy bác sĩ phiền ta. Có nghĩa là từ 0 tới 2 tuổi mình phải cho cái chế độ dinh dưỡng cực kỳ hợp lý. Bởi sao? Trong cái độ tuổi này, trí não của bé sẽ dần hoàn thiện tới 80% lần. Wow. Nên mình phải tập trung dinh dưỡng vô. Bây giờ dinh dưỡng gì? Đây. Đây là sản phẩm Omega thực vật được nhập khẩu nguyên hộp từ Italy, hỗ trợ phát triển não bộ và thị lực cho bé. Omega thực vật giúp nâng cao chỉ số thông minh, tăng khả năng học hỏi, ghi nhớ, đánh giá, tăng khả năng tập trung, bắt chước. Nhờ vậy bé sẽ thông minh, phản xạ nhanh, ghi nhớ tốt. Sản phẩm này không tanh, dễ uống, dạng nhỏ giọt, tiện dụng. Đặc biệt trẻ từ 1 ngày tuổi đã có thể sử dụng được. Quá hay luôn. Thần tặng cho con cái này để chi? Để về cho gia đình hòa hợp lại, không cãi lộn nữa, chăm sóc bé cho thật tốt nghe chưa? Trời ơi hay quá. Con trà cái bình ha, hay con đặt bể cái bình luôn đi. Chưa hay mà. Để cho ông thần ổng không có bị ai trà ra nữa, quá hay rồi. Dạ để con đập. Ê, bảy cái nhà của ta. Không được, dạ. Nghỉ dưỡng của ta cho con đó, đừng dưỡng chơi như vậy chứ. Trời ơi, con nghỉ dưỡng thôi vậy đưa trả lại cho ông cái bình đi. Đúng rồi. Ha. Đã giải quyết vấn đề của hai người xong rồi. Bây giờ ta đi đây. Hồ biên. Và hy vọng quý vị cũng hãy chú ý thật là nhiều, thật là kỹ lưỡng giai đoạn phát triển trí não của trẻ, tập trung vào giai đoạn vàng 2 năm tuổi đầu đời quý vị nhé. Hãy bổ sung omega 3 đầy đủ cho bé từng ngày một. Và xin mời quý vị tiếp tục đồng hành với bác sĩ Nhi Khoa vào lúc 17:50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và chúng tôi xin được chân thành cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng Phyto Bimbi Omega Junior, omega thực vật giúp hỗ trợ và phát triển não bộ và thể lực của bé, nhập khẩu nguyên hộp từ Italy. Và xin quý vị cũng đừng quên số hotline của chúng tôi 1800 8070 để gửi gắm những thắc mắc của mọi người đến với các chuyên gia quý vị nhé. Xin cảm ơn bác sĩ Đỗ Thị Ngọc Diệp ngày hôm nay rất là nhiều ạ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Má. Con. Má cứ vậy hoài. Con cứ vậy hoài. Vậy con ở rể má 10 năm rồi, lúc nào má cũng thương con. Lần đầu tiên con thấy má hả? Không thương con á? Không phải, tại vì mày ở đây cả 10 năm rồi. Bây giờ mình hiếm muộn có được đứa con. Tao nói có một đứa cháu cả nhà đang mừng rỡ. Mà cái tuổi này là cái tuổi phát triển cho nó. Mà cứ cãi má hoài.